cũng đúng. Đất có bao giờ xuống giá đâu. Đúng. Nhưng mà nó xui xui, đất nó xuống giá rồi sao? Rồi sao bán trời? 5 triệu đó, cho chắc chia ra, chắc thôi còn được 50 ngàn quá. Mình bớt nói cho nó sang lại. Ừ, mình đã mắc lời rồi, cái miệng mình cũng đựng nhọn quá. Nặng lời. Có nặng lời gì chứ mà nãy giờ mày nói gì thui không à Duy? Tôi tới đầu tư đất mà mày cứ ghê ra chù đó xuống giá là sao? Mày nói vậy nhiều khi trường hợp xui thôi, nhưng mà chắc không nổi đâu. Thôi vậy cũng được ha. Thôi ráng nha. Chúc anh là đứt lên nha. Bây giờ nè, nhìn anh. Đứng lên theo anh. Đứng lên anh, đứng lên. Lập lại theo anh. Hey hey hey. Hey 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 đâu? Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Đa cấp đúng không? Đa cấp nè. À không có. Gì? Không có, không có đâu, khẩu hiệu công ty anh. Ủa khẩu hiệu công ty không chứ không phải à? Thì đó mình phải góp vốn nhau mà muốn đi nhanh thì tự mua miếng đất 10 tỷ, còn muốn đi xa thì đi góp vốn mọi người góp 1 triệu. À. Thôi thôi vậy cũng được rồi. Nó nghe nè, cà phê này cứ để em lo. Anh cứ đi lo đất đi. Mai mốt nếu mà Hùng cái gì nói em Hùng nữa luôn. Sao? Xin lỗi doanh nhân. Xin lỗi. Từ đây về sau gọi anh 2 tiếng. Doanh nhân rầm. Doanh nhân rầm. Dạ. Ủa chị hả anh? Trời đất ơi, phải không? Có 20 tỷ rồi hả? 20 tỷ luôn. Yeah. Gì vậy chứ? Hai. Hai chục. 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 Chục gì? Chục tỷ. Ê gì vậy? Mày không biết xỉu. Hai. 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 Chục. 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 Tỷ. Hai. Trúng số hả? Con. Không có. Con đừng có dối nữa. Có. Nói đi, để kính mừng giùm cho con. Con có hai. Hai. Chục. 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 Tỷ. 20 tỷ. Trời, trúng số thiệt hả? Không có trúng số. Con mới nói là con có 20 tỷ. Con ghê đi mà. Không phải của con. Chứ của ai? Người ta. Mày rảnh quá. Của ta tao xỉu làm gì mà mày làm giống như là tiền của mày vậy? Chính mày rảnh á, tiền của anh ta mắc chính xỉu. Ủa rõ ràng mày vô mày đó hả? 20 tỷ. Yeah, thì tao tưởng là của mày mà tiền của con thì cũng là tiền của người ta mắc gì chính xỉu. Là tiền của con mà là tiền của người ta, mà tiền của ta tiền của con thì trả nợ chứ chính. Xỉu là gì? Mày xạo hoài làm tao hết hồn. Tưởng có tiền thì chính mừng cho. Không, sắp có. Con sắp có 20 tỷ sẽ nằm trong tay con. Con sắp có. Duy có tiền trả nợ chính phải không? Dĩ nhiên rồi, chính nói về tiền làm mà tiền bình thường mà. 20 tỷ. Thiếu 3 triệu trả đi. Ờ thì con sẽ trả 3 triệu cho chính. À, với một điều kiện. Chuyện gì? Chính móc éo con cái. Thôi mày, tôi móc éo mày đuổi mày biểu tao cho mày 3 triệu luôn sao? Không trời, nói gì rồi, ai mà tự nhiên xù ngang vậy? Với điều kiện gì? Con sẽ trả cho chính 3 triệu. Trả liền. Với điều kiện chính cho con mượn 5 triệu. Tiền cũ chưa trả mà đòi mượn 5 triệu là sao? Con mượn 5 triệu tiền mới, con trả 3 triệu tiền cũ. À, có nghĩa là bây giờ mày muốn mượn 5 triệu mày trả 3 triệu tiền cũ. Dạ. Vậy là mày thiếu tao tổng cộng là 8 triệu. Chính ăn gì khôn rồi. Chứ sao? Cái gì trời? Hôm bữa hả mượn 3 triệu. Bây giờ mày mượn tao thêm 5 triệu. Mượn 5 triệu. Rồi mày trả tao 3 triệu. Trả 3 triệu. Mày thiếu tao 8 triệu. Thì mượn 2 triệu thôi. Là sao? Bây giờ con thiếu chính bao nhiêu? Nè bữa hả thiếu 3 triệu nè. 3 triệu. Rồi bây giờ bữa nay mượn 5 triệu nè. 5 triệu. Thì bây giờ lấy 5 triệu này trả cái 3 triệu này nè. Đúng rồi, 5 triệu trả 3 triệu. Thì còn 2 triệu. Ủa? Sao còn 2 triệu? Ủa? Tao là tử, tao bây giờ tao có 3 triệu. Đúng rồi. Mày mượn tao. Mượn 3 triệu. Rồi mày bứt 3 triệu ra đi. Bứt 3 triệu ra. Ui da đau. Ai rồi, xong, rồi, 3 triệu. Rồi. Bây giờ mày qua đến Chính ơi cho con mượn 5 triệu. Chứ tôi khổ quá, cho con mượn 5 triệu Chính ơi. Cái này là của tao đó. Rồi. Cái mày mượn 3 triệu cũng là của tao đó. Rồi. Cái này cũng là của thấy tao qua, đó. Thấy qua. Bây giờ mày mượn tao mày có trả lại tao không? Có trả, có trả. Bây giờ mày trả tao 3 triệu đi. Có trả 3 triệu. Thì có phải là mày thiếu 8 triệu không? 1, 2,
Ủa kỳ vậy ta? Kỳ thôi khỏi mượn. Trời đất ơi mượn tiền tao mượn khôn quá à. Bây giờ thôi khỏi nói nhiều ha. Tao chỉ biết là bây giờ mày trả tao 3 triệu đi. Bây giờ mày cứ trả tao 3 triệu đi. Đó bây giờ mày lấy mày trả tao 3 triệu. Mày trả tao 3 triệu. Rồi xong tao biết hết tao bỏ vào túi. Cái mày lấy Chính ơi cho con. Ngừng rồi đồ này. Con cảm ơn Chính hết nợ nha. Mày trả tao nào hết hả? Chính bỏ túi rồi. Trời tao đang ví dụ rồi. Thôi nó là mệt quá. Bây giờ đem 3 triệu trả tao đi rồi muốn gì đi mượn tiếp. Ơi làm ơn đi mà. Không. Con đang cần tiền lắm thiệt luôn á Chính. Mừng ăn gì mà là ăn lớn mà cần có 5 triệu. Trời ơi, làm ăn lớn nhưng mà phải đầu tư nhỏ đó rồi. Trí tuệ của mình, sự thông minh của mình cần đúng 5 triệu thôi. Mà mày cần cái tiền để làm cái gì mày nói tao mới cho mượn. Còn làm ăn mày gian dối là tao không có cho mượn. Con... Không nói hả? Thì... Không, chuyện làm ăn của con sao không nói Chính được. Chính biết, Chính vốn lớn, Chính chơi hơn con làm sao đâu được. Bây giờ ngồi suy nghĩ cho kỹ nha. Thiếu tôi 3 triệu nha. Tôi đưa mượn 5 triệu là coi như là thiếu tôi 8 triệu. Nhưng làm ăn cái gì tôi biết tôi mới cho mượn. Còn không á thì tôi sẽ cho mượn 5 triệu nhưng mà trả lại 3 triệu đi là cuối cùng mấy người thiếu tôi 8 triệu. Vậy đi, mệt. Ủa gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Chính cho con mượn đi mà. Nhìn con mà không phải nói con. Chính nói ai? Thằng Rơm chứ ai. Ủa? Ông Rơm làm gì Chính? Trời, nó xạo với Kính con. Xạo gì Chính? Ừ, nó nói đủ điều. Nó quay Kính vào một cái vòng lẫn quẩn. Nào là làm ăn lớn.